Kỷ niệm 11 năm ngày cưới lãng mạn, ông Thanh Vân nhắn nhủ ông xã điều gì? Nhân dịp kỷ niệm 10 năm yêu nhau, 11 năm ngày cưới, hai vợ chồng đã cùng nhau đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Thay vì mỗi lần cả hai đều đưa theo ba nhóc tì, nhưng với dịp đặc biệt này thì hai vợ chồng quyết định trốn các thành viên nhí để ba mẹ có được không gian riêng bên nhau. Sau khi tung bộ ảnh kỷ niệm 10 năm ngày cưới tại Hàn Quốc, mới đây ốc Thanh Vân đã có những chia sẻ xúc động về hành trình tình yêu của mình với ông xã. Yêu nhau 10 năm và cưới nhau gần 11 năm là cả một khoảng thời gian rất dài. Nhưng mỗi ngày, điều mà nữ diễn viên cảm thấy hạnh phúc nhất chính là được ở bên cạnh chí rùa và các con. Ngoài ra, ốc Thanh Vân còn không quên chia sẻ thêm nhiều hình ảnh trong bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới tại Hàn Quốc. Cả hai đã tranh thủ thời gian đi dạo ở nhiều nơi, có không gian đẹp, thưởng thức ẩm thực đặc trưng ở xứ sở kim chi. Cô tâm sự viết một chút về thời thanh xuân. Từ thời ngây thơ, nông nổi bồng bột, rồi mắc lỗi chọn lựa cảm thông, thấu hiểu, hoàn thiện và đồng hành. Qua nhiều năm tháng bên nhau, khi viết những dòng này, mình đang nhớ về ngày xưa, khi còn là học sinh, những lá thư tay để đầy trong hộp, đi học với hai chiếc xe xanh và đỏ giống nhau. Chuyện em luôn học bài cho cả bàn và là chuyên gia dò bài cho anh. Chuyện hí hẩn chui xuống bàn cuối ngồi cùng nhau, chỉ rùa cao nên ngồi cuối. Rồi giỡn kiểu gì mà ghế gãy cái rầm, em lọt xuống gầm bàn, còn anh lòi đúng cái đầu trên mặt bàn. Cả lớp quay lại nhìn, và thời gian như ngừng quay ngay khoảnh khắc ấy, ôi xấu hổ. Chí rùa anh nhớ không thời trẻ trâu, lúc thì anh tặng bó hoa to giữa sân trường Bùi Thị Xuân, khi thì cãi lộn xé thư vứt trong thùng rác, để chúng bạn nó đọc được, nó ghẹo mà câm nín luôn. Rất nhiều người bạn ngày ấy vẫn liên lạc và mừng cho đôi ta, rồi những biến cố, những nụ cười xen lẫn nước mắt. Rơi suốt nhiều năm sau đó, khi cả hai vẫn bên nhau nhưng chưa học được cách trân trọng nhau. Chia tay rồi huề, cãi lộn rồi xin lỗi, có khi quánh lộn nữa, làm những chuyện lố bịch không giống ai. Vậy rồi ngày tháng trôi, lần lượt từng biến cố qua đi, các con lần lượt ra đời, những trận cãi vã thưa dần và hiểu mình nên làm gì. Đâu thể mãi trẻ con và vô tư, dù rằng giờ đây gồng gánh trên vai là bao nhiêu áp lực và lo toan, thì niềm vui lại thu bé vào những điều nhỏ nhặt và giản đơn. Những bữa cơm gia đình, những buổi sáng đưa con đi học, những buổi tối ôm nhau chơi đủ trò, những chuyến đi xa, những cái ôm khi đau đớn và những lời xin lỗi cảm ơn cần thiết. Tụi mình không ca ngợi hay huyễn hoặc về nhau, chỉ cố gắng tốt lên mỗi ngày. Đã từ lâu em không còn tính thời gian, cứ bên nhau vậy thôi, cùng nhau già đi, cùng nhau trưởng thành, và biết phải thay đổi điều gì vì nhau, vì gia đình này, vì các con. Em không lý tưởng hóa cuộc sống hiện tại và cũng không mơ mộng, nhưng em vẫn thích những điều ngọt ngào. Đừng nghĩ quá nhiều năm rồi cứ mặc kệ, tình yêu cần có tình thương, nhưng chỉ thương mà không yêu chán. Em nghĩ làm được gì cho nhau thì nên làm, và em muốn cả hai ta nên làm điều đó. Mình hạnh phúc thì các con mới hạnh phúc, gia đình mới ấm êm. Cứ cho là một chút điên rồ của tuổi trẻ đang trở lại nên mới níu kéo nhau đi xa, mặc lại đồ cưới cũ hay mặc đồ đôi như thế này, cảm giác tung tăng không vướng bận sao mà thích thế. Cho thời gian trôi chậm lại chút nhé tại Seoul, nơi hoàng cung phố cổ. Khu Hongdae, công viên ngập sắc hoa anh đào, hay nơi có những dòng chữ Seoul du nổi tiếng, trời lạnh và lộng gió và cảm giác chỉ có đôi ta, kệ sến chút cũng được, cũng đạp xe đạp và cùng ngắm sông cơ đấy. Nhưng cần ba ơi, rõ ràng là về thật vui và được sạc pin tiếp tục lo cho cái chuồng thân yêu với cả tử việc mỗi ngày. Calacao nhìn thấy ba mẹ vậy tụi nó vui lắm, đồ mặc đồ giống ba mẹ luôn và các con sẽ được toại nguyện sau khi anh hai thi học kỳ 2 xong. Thật có duyên, sau khi tháng 5 này lại quay lại Hàn Quốc, đất nước mà mình vô cùng yêu mến và thân thuộc. Cùng với bầy con thêm một lần nữa, lần thứ 8 của ốc sẽ đi đến vài điểm nhà mình chưa đến và sẽ lại có thêm hình để khoe. Cả nhà thông cảm nhé, dạo này hâm lắm nên ngôn tình thì tuôn trào và yêu đương không giấu giếm. Thực sự là mình già đi cùng nhau, mình thích tình yêu trong hôn nhân. Nó cần thời gian sự bao dung và cần cả những điều điên rồ, yêu yêu và yêu. Sau hơn 20 năm gắn bó, cặp đôi này vẫn duy trì được tình cảm mặn nồng. Đây là điều mà nhiều cặp đôi khác phải ngưỡng mộ. Nghệ sĩ Việt dính vào vũng lầy cờ bạc, mất trắng danh tiếng, sự nghiệp và gia đình. Nghệ sĩ Hồng Tơ đang bị tạm giam tại trại giam Chí Hòa để phục vụ công tác mở rộng điều tra. Được biết, nghệ sĩ Hồng Tơ cùng một số đối tượng bị bắt tại một tụ điểm cờ bạc khủng ở vùng ven Sài Gòn. Đây không phải lần đầu tiên danh hài Hồng Tơ dính líu tới chiếu bạc. Năm nghệ sĩ cũng từng thú nhận anh tình rơi xuống vũng bùn, phá sản và sống trốn tránh vì thiếu nợ do cờ bạc.
Mới bước vào bài bạc không ai nghĩ đến chuyện thua. Nếu biết nghĩ mình thua thì chẳng ai chơi, nhưng rồi càng chơi càng lậm, đến độ nhận show rồi, đến giờ diễn rồi vẫn nói dối để lao vào cuộc, Hồng Tơ kể. Từ đánh bạc với số tiền ít, Hồng Tơ ngày càng tăng đô. Có đêm anh thua đến 500 triệu đồng, Nhanh Hài từng phải bán đi villa trị giá hàng trăm cây vàng mà vẫn không đủ trả nợ. Mất hết nhà cửa, anh phải đi ở thuê. Hồng Tơ kể, nhiều đêm đói bụng nhưng anh không đủ tiền để mua một tô hủ tiếu gõ. Đó là chưa kể cảnh Hồng Tơ bị chủ nợ tìm kiếm mắng chửi. Không chỉ Hồng Tơ, rất nhiều nghệ sĩ Việt tự đốt cháy sự nghiệp, danh tiếng, tiền bạc và hạnh phúc trên chiếu bạc. Cuối tháng 6, 2015, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long bị bắt tại một chiếu bạc ở Vĩnh Long khi anh về hát đám cưới ở đây. Ban đầu, Kim Tử Long phủ nhận việc mình tham gia đánh bạc. Giọng ca cải lương giải thích, anh chỉ đứng xem và vô tình bị bắt nhầm. Nhưng sau đó, tại cơ quan điều tra, anh khai có đánh 3 ván. Cảnh sát thu giữ của nghệ sĩ này hơn 300 triệu đồng và hàng nghìn đô. Đầu tháng 9, Công an huyện Trà Ôn, Vĩnh Long khởi tố Kim Tử Long. Trước đó, năm 2013, nghệ sĩ Kim Tử Long cũng dính vào nghi án đánh bạc một lần, nhưng anh khai nhận rằng mình đánh có một vài ván theo yêu cầu của người hâm mộ. Siêu Black từng là ca sĩ nổi tiếng và được nhiều khán giả yêu thích khi ngồi ghế nóng của cuộc thi Việt Nam Idol. Tuy nhiên, cô ném hết tài sản vào chiếu bạc và nợ nần phá sản. Có thời gian giọng ca Em Muốn Sống Bên Anh Trọn Đời phải sống trong sợ hãi, hoang mang và tuyệt vọng. Vì bị siết nợ và đến hiện tại vẫn chưa thể vực dậy, người hâm mộ vẫn tiếc nuối cho một giọng ca khỏe và đẹp lại kết thúc sự nghiệp lẫn danh vọng của mình bởi vòng xoay đen đỏ. Diễn viên Quách Ngọc Ngoan từng dính tin đồn mê đánh bạc đến phải bán xe. Anh phủ nhận nhưng giải bày thêm, chuyện gây xong giữa các anh em trong đoàn phim là chuyện thường thấy, đó đều là những cuộc vui. Việc chung độ chỉ là buổi ăn sáng chầu cà phê chủ yếu để lấp thời gian trống. Cố nghệ sĩ Hồng Sơn cũng đã từng dính vào cờ bạc tới mức ly hôn vợ và có ý định tự vẫn. Nhờ có cô con gái nhỏ động viên mà ông mới làm lại cuộc đời và từng bước thoát khỏi sự nghiệt ngã của kiếp đỏ đen. Sau khi quay lại với điện ảnh không lâu sau nhiều năm ẩn dật, vai diễn Ma Làng chưa động lại trong khán giả được lâu năm thì nam diễn viên có tài ra đi ở tuổi 54 vì bệnh tật. Hơn 20 năm trước, nghệ sĩ cải lương Kiều Phượng Loan từng đến bước đường cùng vì nợ nần tứ phía, phải bán nhà sống chui lụi chốn nợ. Đến nay tuổi đã cao, nữ nghệ sĩ tài danh một thời vẫn nuối tiếc và ân hận khi nhắc lại giai đoạn mê muội. Sau khi quay đầu là bờ, chị toàn tâm toàn ý lo cho cha già, người từng ngày đêm khuyên răn chị tránh xa kiếp đỏ đen. Nghệ sĩ được biết đến không chỉ bằng tài năng và là đại gia tiền bạc rủng rỉnh, tuy nhiên lắm tài nhiều tật, họ dính vào cờ bạc, cá độ bóng đá, nợ nần vây quanh, giang hồ truy sát đòi nợ. Có giai đoạn nhiều năm, thậm chí có định tự vẫn. Màn trời chiếu bạc không chỉ thiêu cháy danh vọng tiền bạc mà sự nghiệp còn khiến gia đình nhiều nghệ sĩ tan vỡ. Hương Tràm gây sốc khi tiết lộ để sẵn dao dưới gối, uống thuốc ngủ đến mức thần kinh bị ảnh hưởng. Hương Tràm cho biết đã có nhiều thời điểm cô chỉ ngủ được khi để sẵn một con dao sắc nhọn ở dưới gối của mình. Tối ngày 7 tháng 5, Hương Tràm đã tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ và truyền thông để ra mắt MV mới, cũng như chia sẻ về quyết định đi Mỹ du học của mình. Trong suốt sự kiện, Hương Tràm chia sẻ nhiều bí mật cực sốc về 7 năm làm nghề của mình. Đáng chú ý có cuộc nói chuyện mang ý nghĩa hồi tưởng của Hương Tràm với quản lý truyền thông cũ nhà báo Huy Minh. Hương Tràm nói rằng anh Huy Minh là quản lý truyền thông đầu tiên của cô. Suốt thời gian làm việc với nhau, anh chứng kiến bao lần vật vả khổ đau đến mức suy sụp mà không ai dám nghĩ Hương Tràm sẽ như thế. Khi mới 17 tuổi, Hương Tràm đã bùng nổ với chức quán quân The Voice mùa đầu tiên. Nhưng ít lâu sau, cô đã ngập ngụa bơi giữa scandal vì ồn ào tình ái với Bùi Anh Tuấn. Mâu thuẫn với Thu Minh, rồi loạt chỉ trích ăn mặc hở hang phản cảm Hương Tràm và người quản lý truyền thông đầu tiên của mình. Để giữ cho giấc ngủ bình yên, Hương Tràm phải sử dụng thuốc ngủ. Cô gây lo lắng hoang mang cho người quản lý truyền thông của mình đến mức anh phải ngủ cùng phòng để canh chừng cô. Bên dưới gối của Hương Tràm có đặt một con dao, Hương Tràm gọi là để cần khi dùng đến. Chỉ biết là một lần kia cũng vì con dao này mà đã có sự cố xảy ra. Thuốc ngủ chưa đủ đâu, Tràm có một con dao này đặt dưới gối mỗi khi Tràm ngủ. Theo quan niệm dân gian thì con dao này giúp Tràm dễ đi vào giấc ngủ. Anh ngủ cùng với Tràm, nhưng thường là anh không ngủ được, anh thức để canh xem cô bé này ngủ thế nào. Và một ngày kia biến cố đã xảy ra, nhưng anh không tiện chia sẻ cụ thể về câu chuyện. Đó là câu chuyện cũ rồi, nó không còn mới nữa. Những gì chúng ta đã biết rồi thì xem như câu chuyện trưởng thành của Tràm, anh Huy nói thêm.
Hương Tràm cũng nói thêm cô nhớ là người anh này đã trách mắng mình rất nhiều. Hương Tràm cũng tự biết bản thân không tốt khi uống quá nhiều thuốc ngủ. Nữ ca sĩ nói cô dùng thuốc nhiều nhất là mỗi lần đi nước ngoài lưu diễn. Thuốc cứ tích tụ lâu dần khiến thần kinh của cô cũng có phần bị ảnh hưởng. Trong thời gian tới, Hương Tràm xin được phép tạm dừng ca hát để sang Mỹ điều trị bệnh và tâm lý trau dồi thêm kiến thức về âm nhạc. Ngọc Lan gợi ý 5 tiêu chí chọn chồng và không quên gửi lời chúc mừng sinh nhật ông xã Thanh Bình. Để có tổ ấm hạnh phúc viên mãn như hiện tại, có lẽ Ngọc Lan đã đúng đắn ngay từ bước đầu tiên chọn chồng. Trước khi đến với Thanh Bình, kiều nữ Ngọc Lan từng trải qua nhiều chuyện tình dang dở. Lúc đầu, Thanh Bình và Ngọc Lan chỉ là đồng nghiệp đóng phim chung, nhưng sau đó tình cảm phát triển và cả hai quyết định gắn bó lâu dài. Cuộc sống hôn nhân của Ngọc Lan và Thanh Bình rất hạnh phúc. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô rất hài lòng khi có một người chồng tâm lý chiều vợ như Thanh Bình. Không chỉ hiểu vợ mà Thanh Bình còn giúp đỡ Ngọc Lan việc chăm con. Từng chịu cảnh cô dâu hụt nhưng đến với Thanh Bình Ngọc Lan có được hạnh phúc trọn vẹn. Trong ngày sinh nhật ông xã, Ngọc Lan viết: "Mẹ đã tìm được người đàn ông của đời mình, vì mẹ mà làm tất cả, luôn đứng phía sau ủng hộ động viên mẹ. Chúc mừng sinh nhật ông xã Thanh Bình, ba cụ lưu yêu. Hôm nay ba và mẹ vẫn đi quay miệt mài cho hai dự án phim khác nhau. Chúng ta sẽ làm tiệc sinh nhật cho ba sau nhé, yêu ba nhiều lắm." Được chồng chiều, cuộc hôn nhân hạnh phúc nên không có gì khó hiểu khi nữ diễn viên ngày càng xinh đẹp hơn. Bên cạnh đó, Ngọc Lan cũng đưa ra một số tiêu chí giúp chị em sáng suốt trong việc chọn chồng. Phụ nữ cần phải nhớ, chọn đàn ông không cần tiêu chuẩn nào khác, chính là chọn người yêu thương bạn. Cho dù anh ta có bao nhiêu tiền, tài năng đến nhường nào, đẹp trai cỡ nào, nói hay thế nào, có trí tuệ đến đâu, có năng lực, thích giúp đỡ người khác thế nào, nếu anh ta không thương bạn thì tất cả những thứ đó đều vô dụng. Bác sĩ tâm lý dành cho phụ nữ một lời khuyên chân thành, cho dù cô có thích người đó thế nào, trong tình yêu, người chủ động nhất định phải là người đàn ông, nếu người đàn ông đó không chủ động thì thà bỏ lỡ còn hơn. Khi bạn không có người đồng hành, cho dù cô đơn, cũng có thể sống rất vui vẻ. Lúc này cô đơn là một loại cảnh giới, bạn có thể một mình đi khắp thế giới này, làm quen với những người bạn khác nhau. Bạn cũng có thể chọn tan làm xong thì về nhà ngay hưởng thụ cuộc sống của riêng mình. Cô đơn khi một mình không hề đáng sợ nhất là có người đồng hành mà vẫn thấy cô đơn. Hãy tìm một người đàn ông chịu đặt ảnh của bạn trong ví tiền của anh ta, một người đàn ông dám để bạn cắn lưu lại dấu vết trên người anh ta, người đàn ông dám viết về bạn trên mạng xã hội, người đàn ông dám kể bạn biết tất cả về anh ấy, người đàn ông khi bạn giận dỗi đòi chia tay cũng không vứt bỏ bạn mà ôm chặt lấy bạn không để bạn đi, người đàn ông dám chịu trách nhiệm với đối tốt với bạn cả đời. Người đàn ông thông minh sẽ chiều chuộng người phụ nữ của mình tới vô pháp vô thiên, khiến những người đàn ông khác chịu không nổi tính xấu của cô ấy. Người đàn ông ngốc nghếch sẽ dùng tính xấu của mình khiến người phụ nữ của mình trở nên chán ghét với tất cả những tên đàn ông tới xoăn xoe nịnh bợ. Hôn nhân của Ngọc Lan và Thanh Bình luôn tràn ngập tiếng cười, con trai của cặp đôi được nhiều người khen ngợi vì rất lém lĩnh và đáng yêu.